Rồi mình qua sửa Cambridge Sinh lịch IELTS 16 Test 1 Reading Passage 3 The Future of Work, tương lai của công việc hoặc là tương lai của việc làm ha. Rồi từ câu 27 cho đến câu 30 dạng multiple choice, câu hỏi có nhiều đáp án thì mình đọc câu hỏi sau đó trả lời thôi. Rồi từ câu 31 tới câu 34 thì nó liên quan, điền vào chỗ trống mà dưới này nó cho mình danh sách của mấy cái từ sẵn rồi. Thì mình đọc trong bài liên quan đến thuật toán của việc làm, The Aggregation of Job. Cái từ này bạn kiếm trong từ điển, nhiều khi có những từ điển sẽ không ra. Nó là kết hợp giữa chữ thuật toán algorithm và cái đuôi của nó là ization. Nó ra cái từ dài lằng ngoằng vậy nè. Nhưng mà chính nó dài lằng ngoằng mà nó nằm ở trong một cái dấu nháy đơn như vậy thì tí xíu người ta sẽ không paraphrase được các bạn. Mình vô bài mình đọc mình thấy khúc nào có này là mình gần lại kiếm thông tin ha, liên quan trả lời thôi. Rồi ở dưới này có cái tên Stella Bacchidi là cái tên của một cái nhân vật nào trong bài nữa ha. Thì cái vấn đề của điền vào chỗ trống mà cho sẵn từ thì các bạn phải có từ vựng ha. Không có từ vựng, chẳng những từ vựng mình còn phải hiểu nghĩa của từ đó trong ngữ cảnh của bài nữa các bạn. Rồi qua tiếp tục câu 35 tới câu 40, mình sẽ sử dụng là ai phát biểu cái ý gì ở trên đây nè. Rồi match each statement with the correct person ABC. Ở trên đây mình có 6 cái phát biểu mà ở 6 cái ý mà ở dưới đây có 3 người thôi. Thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái người này cho nhiều ý, một người cho nhiều ý nè. Ghi chú you may view any letter more than once. Cái đó chắc chắn rồi. Rồi ok, quay về bài ha, đọc dịch đoạn 1. According to a leading business consultancy, 3-14% of global workforce will need to switch to a different occupation within the next 10-15 years. Unskilled workers will need to adapt as their occupation evolves alongside increasingly capable machines, automation, RE bodies, artificial intelligence, AI, is one aspect of the disruptive effect of technologies on the labor market. This embodied AI, like the algorithm running in our smartphone, is another. Theo như một cái công ty tư vấn doanh nghiệp hàng đầu, 3-14% tổng lực lượng lao động toàn cầu cần phải thay đổi việc làm trong vòng 10-15 năm tới. Tất cả công nhân sẽ phải thích nghi khi mà nghề nghiệp của họ tiến hóa cùng với cái sự tăng lên của năng lực máy móc tự động hóa, hay còn gọi là trí thông minh nhân tạo, hiện là một cái khía cạnh mang lại cái hiệu quả đột phá của kỹ thuật về cái lĩnh vực thị trường lao động. Trí thông minh nhân tạo ngầm hay là trí thông minh nhân tạo ẩn, giống như những cái thuật toán mà chạy dưới cái điện thoại thông minh của chúng ta, smartphone ha, thì nó là một cái khía cạnh khác. Rồi như vậy cái đoạn 1 này mình giúp mình trả lời được câu 27. Câu 27 người ta hỏi là cái đoạn 1 thì nói cho chúng ta biết về cái gì? Câu đáp án mình sẽ là B ha. The extent to which AI will alter the nature of work that people do. Là cái lĩnh vực mở rộng ha, cái phạm vi mở rộng mà cái trí thông minh nhân tạo sẽ thay đổi bản chất của công việc mà người ta làm. Tức là 10-15 năm tới thì con người bắt buộc phải thay đổi công việc của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là cái sự nghề nghiệp này của họ phát triển cùng với cái sự năng lực của máy móc, do cái gì? Do automation, là cái sự tự động hóa. Hoặc ở dưới này người ta giải thích cho mình là trí thông minh nhân tạo hiện, rồi trí thông minh nhân tạo ẩn, vân vân. Thì trong đó trí thông minh nhân tạo hiện là nó là cái khía cạnh mà nó ảnh hưởng công nghệ đột phá ha, và ảnh hưởng đến cái thị trường lao động nhiều nhất. Vậy ngay chỗ này mình là câu 27. Rồi còn bạn sẽ dịch cái ý A, C và D, mình sẽ thấy nó sai. The kind of job that will most affected by the growth of AI. Người ta có nói là ảnh hưởng đến labor market ngay chỗ này. Nhưng nè, labor market, nhưng người ta không có nói tới cái loại công việc nào hết các bạn ha. Thì nó sẽ bị sai chỗ the kind of job ngay chỗ này. Rồi tiếp tục câu C, the proportion of the work's labor force will have job in AI in the future. Trong bài mình có proportion of work là 10-15% cái lực lượng lao động á, labor force có, nhưng mà sẽ thay đổi công việc, chứ không có nói là có việc ở trong cái lĩnh vực mà AI trong tương lai. Rồi tiếp tục D thì the difference between the way that employed and embodied and disembodied AI will impact on worker. Tức là cái sự khác nhau mà về cái cách mà
trí thông minh nhân tạo hiện và trí thông minh nhân tạo ẩn tác động lên công nhân, thì ở đây người ta cũng không có nói. Người ta có nói là trí thông minh nhân tạo hiện tác động chứ không có nói cái cách ha các bạn. Còn trí thông minh nhân tạo ẩn thì người ta nói giống như, người ta ví von ở câu cuối là giống như cái chương trình mà đang chạy ở trên cái điện thoại thông minh của mình, thì là cái khác. Còn khác về gì cụ thể ta không có nói. Rồi ok, mình qua đoạn 2 ha. Dr. Tella Bacini from Cambridge Chess Business School believe that some of the most fundamental changes are happening as a result of the algorithmication of jobs that are dependent on data rather than on production. The so-called knowledge economy algorithms are capable of learning from data to undertake tasks that previously needed human judgment, such as reading legal contracts, analyzing medical scans, and gathering market intelligence. Tiến sĩ Stella Bacini từ trường kinh doanh Cambridge Chess tin rằng một vài những cái thay đổi mà căn bản nhất đang xảy ra là kết quả của thuật toán việc làm, mà nó tùy thuộc vào dữ liệu hơn là vào việc sản xuất. Vì vậy được gọi là nền kinh tế tri thức. Thuật toán này thì có thể học hỏi từ dữ liệu và chịu trách nhiệm thực hiện các cái công việc mà trước đây cần phải sự phán xét hoặc là đánh giá của con người. Ví dụ như là đọc các cái hợp đồng pháp lý, phân tích các bản sao chụp y tế, thu thập cái tin tức tình báo của thị trường. Rồi vậy cái đoạn này nó trả lời được hai câu, câu 28 và câu 31 á các bạn. Mình qua câu 28, mình nói theo như đoạn 2, according to the second paragraph thì what is Stella Bacini's view of the knowledge economy? Là cái quan điểm của ông hoặc là của bà tiến sĩ Stella Bacini này nè về cái nền kinh tế tri thức là gì? Thì đáp án của mình sẽ là D ha. It is a key factor driving current developments in workplace. Okay. Rồi mình sẽ đánh vô chọn là D. Rồi mình qua đây mình đánh dấu ngay chỗ này, mình thấy hai cái dòng, một cái dòng đầu tiên nè, thì ông tiến sĩ này của trường đại học kinh doanh Chess của Cambridge á, thì ông tin rằng một vài cái sự thay đổi cơ bản thì bên kia chính là key factor. Rồi nó là gì đây? Xảy ra là do cái thuật toán việc làm mà phụ thuộc vào dữ liệu hơn là phụ thuộc vào cái việc sản xuất. Như vậy cái này nó thay đổi cái gì các bạn? Cái cách mà người ta làm việc ha. Cái nè, development in, phát triển dẫn đến cái sự tăng trưởng hiện tại, phát triển hiện tại in the workplace. Ok. Rồi còn nếu mà bạn không rõ nữa thì bạn sẽ phải loại trừ. Ví dụ câu A ha. Bởi vì cái dạng bài multiple choice như thế này thì là một, mà nó nằm ở batch 3 nữa thì nó là khó. Cho nên cẩn thận, nếu có thời gian thì sau khi các bạn đọc chọn xong bạn lướt qua để bạn trừ nó ha. Ví dụ câu A nè, it have an influence on the number of jobs available. Nó ảnh hưởng cái số lượng công việc mà có sẵn. Thì đâu có nói cái số lượng công việc đâu, không hề đề cập tới. Câu B, it is changing people's attitude toward their occupation. Là không có nói cái thái độ của người ta thay đổi thái độ của con người đối với cái nghề nghiệp. Không có nói ha. It is the main reason why production sector is declining. Là cái lĩnh vực nguyên nhân mà chính tại sao cái việc cái lĩnh vực sản xuất thì lại suy giảm. Không có nói, nó có nói giảm đó, không có nói giảm mà nói là phụ thuộc thôi. Cái nền kinh tế tri thức này nè thì là phụ thuộc vào dữ liệu hơn là vào sản xuất, chứ không hề nói là cái sản xuất này nó giảm. Ok. Rồi tiếp tục, do nó có hai cái từ khóa hồi nãy thầy nhắc rồi, ngay lúc mình đọc qua các câu hỏi mình thấy cái thuật toán về việc làm thì nó liên quan đến câu 31 ha. Mình qua câu 31 bên đây. Đây nè, mình có thuật toán của cái việc làm và mình có cái tên nhân vật của mình là Stella Bacini. Bây giờ là của tiến sĩ của trường đại học kinh doanh Chess của Cambridge thì has been focused on the algorithmization of job, tức là nói về cái thuật toán của công việc mà nó phụ thuộc vào cái gì. Ở trong bài thì phụ thuộc vào dữ liệu chứ hơn là rather than production. Thì ở đây nó ngược lại, cái này cái cách ra đề nó dễ, lúc nào cũng vậy luôn, nó hay lái lại nè. Bây giờ nó nói không có phụ thuộc vào production, đòi hỏi mình phải đọc hiểu ha, hơi lắc léo tí thôi. Tức là reply not on production but on, thì bên nếu mà trong bài của mình nó sẽ là gì các bạn? On data. Vậy bạn đi xuống đây bạn kiếm data, nó tương đương với lại information của mình nè. Thấy không? Information của mình chính là data, còn mấy khác đâu phải data đâu. Data là dữ liệu, là tương đương với information. Vậy câu 31 mình điền vô là information ha các bạn.
Ok, rồi mình vậy mình qua đây mình đánh dấu ngay chỗ này nè. Cái bài của mình nguyên cái khúc này, nó ở khúc sau này được gọi là nền kinh tế tri thức nè. Mình sẽ làm giải quyết được hai câu luôn. Rồi, 28 và 31 rồi mình qua đoạn tiếp theo ha. In many cases, they can outperform human sebaceti. Organizations are attracted to using algorithm because they want to make choices based on what they consider is perfect information, as well as to reduce cost and enhance productivity. Trong nhiều trường hợp thì chúng có thể thể hiện vượt trội hơn con người. Theo như ông Bacidi nói, các cái tổ chức thì bị hấp dẫn bởi việc sử dụng thuật toán, bởi vì họ muốn làm những cái lựa chọn mà dựa trên cái mà họ xem như là một cái thông tin hoàn hảo, cũng như giảm chi phí và cải thiện năng suất. Như vậy rõ ràng cái khúc này mình thấy được cái tên là ông Bacidi ha các bạn. Và cái phát biểu của ổng, lý do ổng đưa ra nó sẽ trả lời cho câu 36. Nhớ khi gặp cái tên thì mình coi danh sách của một số người dưới đây. Mình có ba nhân vật thôi. Ở đây Stella Bacchidi thì trả lời được cho câu 36, mình là There are several reasons why AI is appealing to businesses. Là có rất là lý do tại sao mà trí thông minh nhân tạo thì lại hấp dẫn đối với các cái doanh nghiệp ha các bạn. Ok, mình đánh vô 36 là A. Rồi, thứ nhất là nó thể hiện trong một số trường hợp thì vượt trội cả con người luôn ha. Các tổ chức thì thu hút bởi việc sử dụng thuật toán, bởi vì tạo nên những lựa chọn mà họ xem như là perfect information nè, rồi reduce cost nè, rồi enhance productivity. Quá rõ luôn ha. Rồi qua đoạn tiếp theo. But the enhancement are not without consequences, said Bacchidi. If routine cognitive tasks are taken over by AI, how do professions develop their future experts? She asked. One way about learning about a job is legitimate peripheral participation. A novice stands next to an expert, and learns by observation. If it isn't happening, then you need to find new way to learn. Bacchidi cũng nói, nhưng mà những cái cải tiến này thì không phải là không có những cái hậu quả. Nếu mà những cái nhiệm vụ nhận thức thông thường hàng ngày được đảm nhận bởi AI, tức là trí thông minh nhân tạo, bằng cách nào cái nghề nghiệp phát triển được một cái chuyên gia trong tương lai? Cô ấy hỏi. Một cái cách để học về công việc là tham gia ngoại biên một cách hợp pháp. Họ gạch ngang, họ giải thích, tức là một cái người mới thì đứng kế bên một chuyên gia và học bằng cách quan sát. Nếu mà cái điều này không xảy ra thì rồi bạn cần phải tìm một cách mới để học. Cái điều này chính là cái điều mà ở phía trên mà được phép đứng tham gia, bởi vì tất cả những cái công việc AI nó làm hết rồi. Thì cho nên cái người mới đâu có cơ hội để đứng kế bên chuyên gia để mà quan sát nữa, đúng không? Như vậy ngay chỗ này mình tiếp tục cái ý của Bacchidi trả lời được cho câu 38 bên đây nè các bạn. Nó là It's important to be aware of the range of problems that AI causes. Tức là quan trọng là phải nhận thức được một loạt, tức là the range of problem là nhiều cái vấn đề mà AI nó có thể gây ra ha. Trong đó bả nêu ra ở trong cái đoạn này, nó là một cái, đó là đào tạo chuyên gia. Ok. Rồi, mình xuống đoạn tiếp theo. Another issue is the extent to which the technology influences or even control the workforce. For over 2 years, Bacchidi monitored telecommunication company. The way telecom sales people work is through personal and frequent contact with clients, using the benefit of experience to assess the situation and reach a decision. However, the company has started using algorithms that define when the account manager should contact certain customers about which kinds of campaign and what to offer them. Cái vấn đề khác là cái phạm vi mà công nghệ đã ảnh hưởng hoặc là kiểm soát cái nơi làm việc. Trong suốt 2 năm thì Bacchidi đã quan sát một cái công ty viễn thông, cái cách mà nhân viên bán hàng viễn thông làm việc là thông qua cái mối quan hệ thường xuyên và cá nhân với khách hàng, sử dụng ưu thế hoặc là lợi ích về kinh nghiệm để đánh giá những cái tình huống và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, công ty đã bắt đầu sử dụng thuật toán để xác định khi nào thì cái người quản lý account, là tài khoản, ở đây là người quản lý tài khoản khách hàng ha, thì nên liên lạc với một khách hàng nào đó về cái loại dịch vụ chiến dịch ha mà họ công ty sẽ cung cấp cho họ.
Rồi như vậy đoạn này sẽ giúp mình trả lời câu 29. Bên đây câu 29 người ta hỏi là ông Bacchidi, what did Bacchidi observe at the telecommunication company? Là Bacchidi đã quan sát cái gì ở tại cái công ty viễn thông này? Đáp án mình sẽ là C ha. Staff make sure that AI produce the result that they want. Tức là staff phải đảm bảo rằng trí thông minh nhân tạo đã cho ra cái kết quả mà họ muốn bằng cách làm gì các bạn? Gọi điện và kiểm tra đó. Ok. Ban đầu thì ổng thấy nhân viên bán hàng á thì sẽ làm việc thông qua cái kinh nghiệm cá nhân và tiếp xúc thường xuyên với khách hàng để ra quyết định. Nhưng mà khi công ty mà dùng cái thuật toán rồi thì có một cái account manager sẽ gọi điện cho khách hàng theo cái thuật toán này để kiểm tra là which kind of campaign and what to offer them. Tức là cái loại chiến dịch gì và sẽ cung cấp cho khách hàng cái gì. Ok. Ngày này mình là 29 ha. Rồi mình xuống đoạn tiếp theo. The algorithm usually built by internal designer often become the keeper of knowledge, she explained. In case like this, Bacchidi believe a short-sighted view begin to creep into working practices whereby worker learn through the algorithm eyes and become dependent on its instruction. Alternative exploration where experimentation and human instinct lead to process and new ideas are effectively discouraged. Thuật toán thường được xây dựng bởi những nhà thiết kế bên ngoài và thường trở thành cái nơi mà lưu giữ kiến thức. Cô ấy giải thích trong tình huống này thì Bacchidi tin rằng một cái tầm nhìn tiệm cận bắt đầu len lỏi vào môi trường làm việc, nơi mà những công nhân học cái thông qua con mắt của thuật toán và trở nên phụ thuộc vào hướng dẫn của nó. Những cái khám phá thay thế nơi mà những cái thí nghiệm và bản năng của con người dẫn đến cái quá trình ra những cái ý tưởng mới thì nó không được khuyến khích một cách hiệu quả. Rồi cái đoạn này nó sẽ giúp mình trả lời được câu 32 và câu 33 ha các bạn. Mình thấy cái từ khóa là con mắt của thuật toán. Ok, ngay chỗ này algorithmize thì mình xuống mình qua mình đọc bên đây. Rồi người ta hỏi gì? Trong khi quan sát while monitoring a telecommunication company, Bacchidi observed a growing on the recommendation made by AI. Tức là Bacchidi đã quan sát cái gì mà tăng lên dựa vào những cái lời mà đề nghị được AI đưa ra. Và công nhân bắt đầu as worker begin to learn through the algorithmized. Như vậy mình sẽ có con mắt thuật toán nằm ngay chỗ này. Thì hồi nãy ở bên đây nè các bạn, công nhân bắt đầu theo cái quan điểm mà thiển cận thì bắt đầu creep into working practices where by worker learn through the algorithmized and become dependent on its instruction. Bắt đầu phụ thuộc vào cái lời hướng dẫn của nó. Như vậy cái sự phụ thuộc ở bên đây tương đương với bên kia của mình là reliance, lệ thuộc ha. Ok, vậy mình đánh vô là E lên trên cái vị trí số 32 ha các bạn. Reliance bên đây chính là bằng dependent ở bên kia đó, phụ thuộc. Ok, rồi tiếp tục. Trong khi đó staff are deterred, bị ngăn cản ha. Những cái nhân viên thì bị ngăn cản từ experimenting and using their own are therefore prevented from achieving innovation. Nhân viên thì bị ngăn cản bởi những cái thí nghiệm và sử dụng cái gì của họ và kết quả là ngăn cản những cái đổi mới mà đạt được. Ok, vậy thì ở bên đây mình sẽ thấy nè, những cái mà thuộc về bản năng con người, ví dụ như khám phá mà thay thế, những cái nơi mà thí nghiệm nè và bản năng con người dẫn đến cái quy trình mà ra ý tưởng mới, ở bên kia là new innovation gì nè, achieving innovation, thì ở bên này của mình là new ideas, effectively discouraged, thì bên này của mình là prevented ha. Thì như vậy ngay chỗ 33 này mình sẽ điền vô là những cái gì, sử dụng cái gì mà bản năng con người là intuition, là trực giác ha các bạn. 33 mình điền vô là intuition. Rồi mình dịch lại nguyên cái khúc này nó sẽ hợp với cái nghĩa của bên kia luôn. Trong khi quan sát cái công ty viễn thông, Bacchidi đã quan sát cái sự lệ thuộc mà tăng lên lệ thuộc tăng lên bởi những cái đề nghị do AI đưa ra. Và công nhân thì bắt đầu học thông qua cái con mắt của thuật toán. Trong khi đó, nhân viên thì bị ngăn cản bởi những cái thí nghiệm và sử dụng cái trực giác của họ và rồi bị ngăn cản bởi việc đổi mới mà đạt được. Như vậy nó phù hợp với cái đoạn mà mình dịch bên đây ha. Khúc 33 này mình sẽ đánh vô ngay chỗ này, nó là human instinct, alternative,
exploration where experimentation and human instinct lead to process a new idea. Thì nó bị effectively decrease. Ok. Rồi mình còn một cái đoạn cuối dưới này. Bacchini and colleagues even observe people developing strategies to make the algorithm work to their own advantage. We are seeing cases where workers feed the algorithm with false data to reach their target, she report. Bacchini và đồng nghiệp thậm chí còn quan sát thấy người ta phát triển những cái chiến lược mà để làm cho cái công việc của thuật toán có lợi cho họ. Và cô chúng tôi đã xem xét những cái trường hợp nơi mà công nhân thì cung cấp cho thuật toán một cái những cái dữ liệu sai để đạt được cái mục đích riêng của họ, cô ấy báo cáo. Rồi xong mình qua tiếp cái trang kế bên ha các bạn. This scenario like this that many researchers are working to avoid. Their objective is to make AI technology more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how AI decisions are made. In the meantime, say Bacchini, we need to make sure we fully understand the dynamics that this new world creates regarding expertise, occupational boundary and control. Trong cái những cái tình huống mà như thế này, thì nhiều nhà nghiên cứu là đang làm việc để tránh. Cái mục tiêu của chúng ta là để làm ra một cái công nghệ của trí thông minh nhân tạo mà nó đáng tin cậy hơn và minh bạch hơn. Vì vậy thì những cái tổ chức và cá nhân có thể hiểu được cái quyết định bằng cách nào mà quyết định của AI được thực hiện. Trong lúc đó thì Bacchini nói chúng ta cần phải đảm bảo rằng một cái sự thấu hiểu đầy đủ ha, những cái tình huống khó xử, một cái thế giới mới ngày càng tăng liên quan đến những cái lĩnh vực chuyên môn và biên giới của nghề nghiệp và sự kiểm soát. Như vậy ngay cái khúc này nè các bạn, thì nó sẽ trả lời được cho câu 34 của mình là để tránh, to avoid the kind of situation with Bacchini observed, để tránh cái tình huống mà Bacchini đã quan sát, tức là ra cung cấp dữ liệu sai bên trên để lừa AI ra quyết định có lợi cho mình đó. Thì researcher are trying to make AI decision making process easier to comprehend. Những nhà nghiên cứu đã cố gắng làm cho cái việc quy trình ra quyết định của AI dễ hơn để hiểu ha. And to increase user with regard to the technologies, và tăng cái gì của người dùng, user phải ở đây là cái gì của người dùng ha, mà liên quan đến công nghệ. Thì ở đây mình sẽ đáp án mình là confident ha các bạn, tăng cái sự tự tin. Ok, khi mà mình hiểu được nó ra quyết định như thế nào thì mình tự tin để xài lắm. Rồi đó là cái đáp án câu 34. Đồng bố nó nằm ở ngay chỗ này. Their objective này. Đó. To make AI technology more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how AI decisions are made. Như vậy mình tăng sự tự tin lên, thì khi mà mình biết được đó mình mới tăng lên sự tự tin ha. Rồi tiếp theo. Economic professor Hamid Low believed that the future of work will involve major transition across the whole life course for everyone. The traditional trajectory of full-time education, followed by full-time work, followed by a pension retirement, and is a thing of the past, said Low. Instead, he envisaged a multi-state employment life, one where retraining happens across the life course and where multiple job and no job happen by choice at different stages. Giáo sư kinh tế học là Hamid Low đã tin rằng tương lai của công việc sẽ liên quan đến cái việc chuyển đổi trong suốt cuộc đời của mỗi người. Quỹ đạo truyền thống về cái việc mà giáo dục toàn thời gian, theo sau là một cái công việc toàn thời gian, và sau đó là nghỉ hưu là một cái việc mà sẽ đi vào dĩ vãng. Ông Lô này ông nói thay thế vào đó là cái sự đối đầu với cái giai đoạn mà làm việc chia làm nhiều giai đoạn, tức là một cái vòng đời làm việc mà chia làm nhiều giai đoạn, cái nơi mà việc đào tạo hoặc tái đào tạo thì diễn ra trong suốt cái vòng đời làm việc, và rất là nhiều công việc hoặc là không có công việc xảy ra bằng hay là bởi cái sự lựa chọn ở nhiều cái giai đoạn khác nhau. Như vậy mình thấy một cái tên là ông Hamid Low nó sẽ liên quan đến cái từ những cái câu sau này nè các bạn. Ok, cái câu 35 cho đến 40 và nhân vật Hamid Low mình ở đây, và cái ông vừa mới phát biểu nó sẽ trùng với cái ý của câu 39 ha. People are going to follow
a less conventional career path than in the past. Người ta thì sẽ đi theo sau một cái lộ trình nghề nghiệp. Conventional là thường như vậy, less conventional là ít có bình thường, không có thông thường hơn. Như là trong quá khứ, trong quá khứ là mình học xong rồi cái sau đó mình đi làm, rồi mình già mình nghỉ hưu. Thì cái ông này ông nói bây giờ không phải vậy, mà người ta sẽ chia cái công việc của họ ra làm nhiều khúc, cứ liên tục tái đào tạo, rồi có những lúc thì sẽ làm việc và có những lúc nghỉ ngơi. Đó là cái ý của ông Hamish Law này, trùng hợp với câu 39 ha. Rồi mình xuống đoạn tiếp theo. On the subject of job losses, Law believes the prediction are founded on a fallacy. It assumes that the number of jobs is fixed. If in 30 years, half of 100 jobs are being carried out by robots, it doesn't mean we have left within just 50 jobs for humans. The number of jobs will increase. We would expect there to be 150 jobs. Về cái việc mà mất việc làm thì Lô tin rằng cái dự đoán mà được đưa ra thì dựa trên cơ sở là ngụy biện. Người ta cho rằng cái số lượng công việc thì cố định. Nếu mà trong 30 năm tới phân nửa của 100 việc làm được thực hiện bởi robot thì điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ còn lại 50 việc làm cho con người, mà số lượng công việc sẽ tăng lên. Chúng ta hy vọng là sẽ có 150 công việc. Như vậy ngay cái khúc này nó sẽ trả lời cho câu 35 ha. Ông nào là phát biểu cái ý mà dính tới cái việc là greater level of automation will not result in lower employment, là cái mức độ mà tăng hơn của cái tự động hóa thì sẽ dẫn đến là cái việc thất nghiệp mà giảm xuống, là ông mới nói mình là ông Hamish Law này ha các bạn. Như vậy câu B này mình sẽ đánh vô là câu 35 đánh vô là B. Lại ha, cái mức độ mà tăng lên của tự động hóa thì nó không có dẫn đến là cái mức độ mà việc làm thấp xuống, bởi vì người ta sẽ tạo thêm công việc nè. Ông nói ngay chỗ này, giả sử như là có 100 công việc, 50 công việc mà thực hiện bởi robot thì con người không có còn lại 50, mà có thể nhiều khi công việc tăng lên 150 thì con người vẫn còn 100. Như vậy cái tiên đoán này thì nó chỉ là ngụy biện ha. Ok, rồi mình qua đoạn tiếp theo. Dr. Ivan McGoy at Cambridge Center for Business Research and King's College London agreed that apocalyptic view about the future of work are misguided. It's the law that restricts the supply of capital to the job market, not the advent of new technologies that causes unemployment. Tiến sĩ Ivan McGoy ở Trung tâm nghiên cứu kinh doanh của trường đại học Cambridge và trường cao đẳng King ở London cũng đồng ý cái quan điểm về ngày tận thế của tương lai công việc là một cái quan điểm sai lầm. Luật thì nó hạn chế cái việc cấp vốn cho thị trường việc làm, chứ không phải là cái sự kiện, cái việc mà công nghệ mới thì nó gây ra cái việc thất nghiệp. Rồi mình qua đoạn tiếp theo ha. His recently published research answered the question of whether automation, AI and robotics will mean a jobless future by looking at the causes of unemployment. History is clear that change can mean redundancies, but social policies can tackle it through retraining and redeployment. Nghiên cứu mà mới xuất bản gần đây của ông ấy thì trả lời cho câu hỏi liệu rằng tự động hóa, trí thông minh nhân tạo và robot thì sẽ có nghĩa là một cái tương lai mà thất nghiệp, jobless là không có việc làm, bằng cách xem xét cái nguyên nhân của việc thất nghiệp. Lịch sử thì rõ ràng rằng việc thay đổi thì có thể tạo ra có nghĩa là dư thừa, nhưng mà cái chính sách xã hội thì có thể đối phó với cái việc này bằng cách tái huấn luyện và tái bố trí, tái triển khai lại ha. Thì như vậy ngay chỗ này nó trả lời được cho câu 30. Bên câu 30 người ta hỏi là in his recently published research, Owen McGoy thì đã làm cái gì? Ở đây nè, trong cái nghiên cứu này thì câu đáp án của mình là ổng sẽ là D ha các bạn. Illustrate how changing job market can be successfully handled. Tức là minh họa cho cái việc thay đổi ở trong cái thị trường mà công việc, thị trường việc làm thì có thể được handle, là có thể sắp xếp một cách ổn thỏa, có thể control được đó ha các bạn. Rồi, bằng cách gì? Bằng cách thông qua chính sách xã hội á, để có thể tái huấn luyện và tái bố trí. Employment thì deploy là dàn trận, ở đây mình có deployment và redeployment. Ok, rồi ở trên này mình có cái ông tiến sĩ và ở dưới này mình có nghiên cứu gần đây của ổng, rồi kết luận của ổng là social policy thì có thể đương đầu. Rồi vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là 30 ha. Rồi tiếp tục mình xuống đoạn tiếp theo.
He added, if they're going to be changed to job as a result of AI and robotics, then I'd like to see government seeing the opportunity to improve policy to enforce good job security. We can reprogram the law to prepare for a fairer future of worker leisure. McGoy, finding a call to arms to leader of organization, government and bank to preempt the coming change with more new policies that guarantee full employment, fair income and a thriving economic democracy. Ông ấy nói nếu như mà có một cái sự thay đổi công việc như là kết quả của trí thông minh nhân tạo và robot thì tôi muốn thấy chính phủ nắm bắt cái cơ hội này để cải thiện cái chính sách đảm bảo an ninh việc làm tốt hơn. Chúng ta có thể tái lập trình luật pháp để chuẩn bị cho một cái tương lai công bằng hơn của việc làm và giải trí, tức là tương lai của việc làm và giải trí công bằng hơn. Phát hiện của ông Goy là ông kêu gọi nhà lãnh đạo của tổ chức, chính phủ và ngân hàng đón đầu những cái xu hướng mà thay đổi sắp tới bằng những cái chính sách quyết liệt ha. Bond này là tô đậm á các bạn, là bằng những cái chính sách nổi bật mà có thể đảm bảo việc làm đầy đủ, thu nhập công bằng hơn và nền kinh tế dân chủ thịnh vượng hơn. Đoạn này sẽ giúp mình trả lời được câu 40. Câu 40 là Ewan McGoy đã nói phát biểu là authority should take measures to ensure that there will be adequately paid work for everyone, là chính quyền nên có những cái biện pháp để đảm bảo sẽ có những cái việc làm mà được trả lương một cách đầy đủ cho mọi người. Ông vừa mới nói đó, ông kêu gọi lãnh đạo của các tổ chức đồ vân vân ha các bạn. Nằm ở khúc này nè, từ những cái phát hiện là nếu mà thấy có cái sự việc mà thay đổi việc làm do AI và robot á, thì ông muốn thấy chính phủ nên nắm bắt cơ hội ha, rồi tái lập trình chính sách, rồi để cải thiện chính sách này, đảm bảo an ninh về việc làm tốt hơn. Đó là phát hiện của ông này. Rồi ông kêu gọi lãnh đạo tổ chức nè, chính phủ nè, ngân hàng nè, đưa ra mấy cái chính sách mới quyết liệt hơn, đón đầu vân vân. Rồi ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là câu 40 ha. Phát hiện của ông McGoy này là ông là người nói cái câu mà chính phủ mà phải đảm bảo này. Rồi mình còn một đoạn cuối cùng ha các bạn. The promises of the new technologies are astounding. They deliver humankind the capacity to live in a way that nobody could have one imagined, he added. Just as the Industrial Revolution brought people past subsistence agriculture, and the Cooperative Revolution enabled mass production, Third Revolution has been pronounced, but it will not only be one of technologies. The next revolution will be social. Những cái hứa hẹn của công nghệ mới thì gây sửng sốt. Chúng mang đến cho loài người một cái khả năng để tồn tại, để sống theo cái cách mà chưa ai từng có thể tưởng tượng được, ông ấy thêm. Cũng giống như cuộc cách mạng về công nghiệp mang đến cho loài người sự tự chủ về nông nghiệp trong quá khứ, thì cái cuộc cách mạng về doanh nghiệp cho phép sản xuất hàng loạt, và cái cuộc cách mạng thứ ba đã được công bố. Nhưng mà nó không chỉ là một trong những cái công nghệ, mà cái cuộc cách mạng tiếp theo sẽ là về xã hội. Rồi như vậy cái đoạn này sẽ giúp mình trả lời câu 37, cũng là câu cuối cùng của cái bài này. Đó là cái ông Goy này, ông cũng đã phát biểu là AI potential to transform people's life has parallel with major cultural shift with occur in previous era. Tức là cái tiềm năng của trí thông minh nhân tạo để thay đổi cái cuộc sống con người thì nó cũng parallel, tức là song song hoặc là tương đương với những cái thay đổi về văn hóa chính mà nó đã xảy ra ở trong kỷ nguyên hoặc là thời đại trước đây. Ok, vậy thì mình đánh vô ổng so sánh nè. Mình đánh bên đây trước cái đã, là ông C trước cái đã. Rồi qua đây mình đánh dấu ngay chỗ này. Nè, parallel nó bằng chess art ha. Ổng so sánh giữa cuộc cách mạng về công nghiệp, rồi cuộc cách mạng về doanh nghiệp. Cách mạng về công nghiệp thì mang đến cho con người là tự chủ về nông nghiệp. Cách mạng về doanh nghiệp thì nó cho phép sản xuất hàng loạt. Rồi ok, mình xong cái Passage 3, Text 1, cái 16 ha các bạn.